Em ơi, lại tiếp tục anh em, mình giới thiệu đến anh em một cây nghệ thuật nữa nha anh em nha. Cây thì mình toàn đạo cây nghệ thuật không anh em à. Đó anh em luôn nè. Ba chân, bao dễ luôn. Rễ thì ba chân, mà rễ cám thì bao phê. Chân dễ nè, đấy, dễ cám. Quá nhiều. Một cây dễ này là đã làm cây rất mạnh nhanh rồi nha. Đó, chân dễ thì bao phê. Bao luôn á. Đấy, cây chân rất là đẹp nha anh em nha. Đó, ba chân. Ba chân nơm xuống, đấy, chỗ đây nó có một cái chổng thu. Thế là thấy độc. Rồi, gian ở đây có một hai miếng thẹo anh em. Đây, lũ luôn rồi, cây gì hết. Cây này thì làm rất nhanh ra cây lắm anh em. Cây này làm vô bo là ra cây luôn à. Tại vì chi nó đã mịn mà nó lùa hết một hướng hết luôn. Rất là đẹp, tuyệt vời đấy. Cây nghệ thuật mà chơi cây nào nữa. Mời anh em xem thông số cây được thì mình làm luôn anh em ơi. Mặt này đẹp nè. Có một cành rớt ở đây, có một cành này rớt xuống nữa, rất là đẹp. 129, cao 57, bay ra, có chi bay ra là 50, rồi bầu đế 40, chốt anh em nha, sạch gióc ngọn, đẹp, nghệ thuật quá luôn. Ba quyết.